Diện tích 520 hướng Bắc và có lối cái đi bên hông rộng rãi, thoáng mát. Hello, Kim Thị Mến chào chú và anh chị. Mình ở trong một cái môi trường sống mát mẻ, trong lành, không khói bụi ồn ào, là một trong những cái môi trường sống mà cô chú và anh chị mình muốn bỏ Sài Gòn, mình về đây mình ở luôn. Vì những cái căn nhà bên Kim Thị chia sẻ là những cái căn nhà ngoại thành đó, mình di chuyển về trung tâm nội thành của mình á, là khoảng dao động từ 15 cho đến 20 cây số tùy theo vị trí nha. Nên những cái căn nhà mà bên Kim Thị chia sẻ là được cô chú và anh chị mình quan tâm trong thời gian qua rất là nhiều, và đã chọn nhà bên Kim Thị là nơi an cư lạc nghiệp. Với cái mẫu nhà hôm nay cho mình một cái căn nhà mà có thiết kế nở hậu và ngang 5, dài 20m, 100m thổ cư. Đó, làm cái diện tích này là cô chú và anh chị đã có một căn nhà dưới 2 tỷ. Nên nhà thì bên Kim Thị cập nhật thường xuyên những cái mẫu nhà mới từ những cái căn nhà giá rẻ, những cái phân khúc nhà cao hơn. Nhưng mà hôm nay Kim Thị rất là hài lòng về cái mẫu nhà này, vì cái diện tích nhà mình nó rộng và được cái đường của nhà mình là đường xe ô tô chạy đến nơi. Và môi trường sống của mình ha, ở đây khu dân cư ở rất là đông. Nhà mình gần khu công nghiệp Cầu Tràm và đối diện có một cái trung thành rất là lớn. Tất nhiên nhà mình pháp lý sổ hồng riêng rồi. Và nhà bên Kim Thủy thì cập nhật những cái mẫu nhà mới cho đến những cái căn nhà mà do bên chính chủ ký gửi lại bán, thì với những căn nhà thô cũng có, những cái căn nhà mà đang xây trong quá trình mà mua đất và xây dựng phần thô và xây cái phần lúa non á, được cô chú và anh chị đón nhận cũng có. Nên á, nhà thì cô chú và anh chị thường mình quan tâm thì nhà thì thuộc vào cái tài chính của mình, và nhiều khi mình tùy thuộc cái tài chính rồi, nhưng mà cái mẫu nhà có phù hợp với mình hay không thì cô chú và anh chị đã xem trên video thực tế. Nhưng mà để cảm được ngôi nhà của mình có phù hợp hay không thì Kim Thủy xin mời cô chú và anh chị mình đến xem trực tiếp nha. Thì vị trí nhà mình rất là dễ đi, từ hướng chợ Bình Chánh mình vào đường Đinh Đức Thiện đi thẳng luôn đến khu công nghiệp Cầu Tràm là đến dãy nhà của mình rồi. Và nhà mình đây, căn bên tay phải là căn cuối cùng. Ở đây dân cư ở hiện hữu ở rất là đông rồi. Ở đây thì có sổ hồng riêng thì chắc chắn sẽ có điện nước riêng. Nhưng mà hiện căn nhà này bên Kim Thủy vừa nhận ký gửi nên á, điện thì trong quá trình đi tới đi lui không có thường xuyên á, nên hiện tại cúp điện ha. Nhưng mà bên Kim Thị đảm bảo cho mình về cái vấn đề điện nước sẽ đầy đủ khi mà mình ở căn nhà này. Với ngôi nhà đã chỉnh chu hết rồi, thiết kế ngang 5, dài 20, một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và có cái lối đi bên hông. Đó, với không khí ở đây mát mẻ cực kỳ trong lành, mà mình ở ngôi nhà này á, được cái là đường xe ô tô thoải mái, mình có cần việc gấp á, mình đi xe ô tô, taxi, ráp để thuận tiện cho người thân. Vâng, nếu mà mình cần một cái ngôi nhà trong thời gian qua mà dưới 2 tỷ đường xe ô tô thì Kim Thị cũng có một vài video chia sẻ những cái ngôi nhà với mức giá hơn 1 tỷ 6, tỷ 7, tỷ 8 giá nào cũng có hết. Nhưng mà đây là một trong những căn nhà đường rất là lớn và diện tích nó rộng đến 100m². Vâng, cái thừa hưởng là cái khoảng sân trước và sân sau rộng rãi. Khoảng sân trước thì khoảng tầm 4m và có một cái dàn cửa rất là chắc chắn và kiên cố, đã làm trên mình có mấy che sẵn luôn rồi. Vì ngôi nhà này đã ở rồi, đã có qua sử dụng, nên khi mà Kim Thủy chia sẻ nhà có những cái công trình nhà mới hoàn toàn và có những cái công trình nhà thì còn dang dở, ví dụ như mình có thể về mình dặm vá. Đây là một trong những căn nhà giá rẻ nha, rẻ rất là rẻ cho mình, để cái mình có thể lấy mình đầu tư cũng được. Nên á, cô chú và anh chị ơi, mình có mức tài chính này dưới 2 tỷ là mình sở hữu được căn nhà diện tích nó rộng. Nhưng mà khi mà về cô chú và anh chị á, mình có thể trang hoàng cho ngôi nhà của mình, chẳng hạn như màu sơn và mình thay đổi những cái thiết bị vệ sinh cho nó mới mẻ. Thì với công trình này thì Kim Thị cũng rất là hài lòng vì cái vị trí nó đẹp, đường xá thì nó rộng rãi và sổ hồng có sẵn luôn, đất thổ cư mà giá nó rẻ nữa. Nên cô chú và anh chị yên tâm khi mà làm việc qua Kim Thủy á, thì một khi mà cái nhà nào mà đưa lên video á, là cái nhà đó Kim Thủy đã chọn kỹ, rất là kỹ để cho cô chú và anh chị mình xem, và mình sẽ ưng ý được những căn nhà mà bên Kim Thủy đó, hài lòng về cái giá và vị trí nè. Và đó, cái lối đi bên hông thì Kim Thủy xin chia sẻ cái lối đi này trước ha. Bên đây sẽ có thiết kế những cái vòi nước và tiện mái che sẵn sàng được trổi cái cửa sổ bên hông. Và cái lối này là khoảng tầm 2m hơn á, rộng rãi. Đó, mình có thể về mình sơn lại cái bức tường này cho nó đẹp, nó mới mẻ hơn. Và cánh cửa này nè sẽ vào cái căn bếp của nhà mình và đi thẳng vào bên trong đây. Nếu mà cô chú và anh chị nè, mình cần một căn phòng ngủ tầng trệt thì Kim Thủy thấy nơi đây mình có thể thiết kế một phòng ngủ rất là tiện nha, nó thông thoáng. Đó, mình khi mà mình về mình chỉ cần nhờ thợ, mình theo ý tưởng của mình á, mình nhờ thợ thiết kế như vậy vậy đó, nhà mình thật sự nó chỉnh chu chiêu đáo hết luôn. Và cái lối đi này nè sẽ bước thông ra căn phòng bếp. Đó, thì nãy Kim Thủy chia sẻ từ cái khoảng sân vào á thì có thêm một cái lớp cửa nữa là lớp cửa bốn cánh. Đó, đây là một cái căn nhà thì nó rộng, nó thoáng,
được cái là cô chú và anh chị mình hay tìm cái lối đi bên hông á, được thêm cái miếng đất như vậy á để mình có thể trồng cây. Nhà này đã ốp gạch khoảng tầm 1m2 sạch sẽ cho phun hết dưới tầng trệt. Vâng, nếu mà cô chú và anh chị mình đến ngôi nhà này mà mình đã tâm đắc về cái vị trí và cái giá nó phù hợp rồi, thật sự giá thì nó rẻ hơn so với thị trường á, nên cô chú và anh chị cần trang hoàng cho ngôi nhà của mình, chẳng hạn như sơn lại nè và thay đổi những cái thiết bị cơ bản trong căn nhà như thế nào, cô chú và anh chị có thể nhờ bên Kim Thị để hỗ trợ. Nhiều khi mình ở tất cả các quận khác á, mình đến nhiều khi thợ thầy mình không có rõ thì bên Kim Thị sẽ hỗ trợ việc đó. Thì tất nhiên nhà bên Kim Thị thì có những cái mẫu nhà bên Kim Thị trực tiếp xây dựng và liên kết anh em chủ đầu tư có nhận thêm ký gửi nhà bán, và đồng thời nhiều khi có cái nhà nào mà ngợp á, bên Kim Thủy cũng thu hồi và chỉnh sang lại đó, chào cho cô chú và anh chị căn nhà mới tinh. Nhưng mà thật sự công trình hiện tại bên Kim Thủy rất là nhiều, nên công việc của Kim Thủy cũng rất là nhiều, nên chưa có chỉnh chu lại ngôi nhà này được, nên Kim Thủy sẽ bàn giao việc mà để cho sang sửa ngôi nhà cho chú và anh chị nha. Vì với phòng khách đã rộng rồi, phòng bếp thì nó thoáng nhờ cửa hậu nãy Kim Thủy chia sẻ. Bước vào đó, với gian bếp, chủ bếp trên dưới là tủ gỗ rất là chắc chắn và kiên cố, có những cái ô gỗ của vách ngăn cầu thang á, mình có thể trang trí cho ngôi nhà mình đẹp mắt hơn đó. Và khoảng sân sau này nữa có một cái cửa bước ra ngoài an toàn và phòng vệ sinh ở dưới tầng trệt. Và với cái khoảng này nãy Kim Thủy đã đứng từ cái căn phòng mà hồi nãy Kim Thủy có thể có nói, nãy Kim Thủy nói là có thể thiết kế phòng ngủ tầng trệt á, mình có thể trổ một cái cửa sổ thông ra cái căn chỗ đó luôn. Vì với khoảng sân sau nó rộng, nó thoáng rồi, ở đây là mái che sẵn hết luôn. Cái điều mà mình về không phát sinh cái mái che là cũng được tiết kiệm lắm á. Thường mái che trước mái che sau á, tiếc mình phát sinh thêm cũng vài chục á. Thì nếu mà mình cần ngôi nhà nó rộng, nó thoáng. Và giá này Kim Thủy sẽ báo phần giá cuối video. Cô chú và anh chị ơi, đã làm việc qua Kim Thủy thì những cái thông tin mà Kim Thủy báo, đặc biệt là cái giá là phải giá tổng nha, không phát sinh thêm chi phí nào cả. Và ngôi nhà này trên lầu nữa, còn chi tiết trên lầu nếu mà cô chú và anh chị thấy phù hợp gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình nha. Một rồi, nhà mình một trệt một lầu nha, với căn phòng ngủ đầu tiên thiết kế có cửa sổ và cái cửa ra ngoài hành lang, ngoài này cho mình đón nhận môi trường sống thật là trong lành mát mẻ đó. Dân cư thì ở rất là đông nha, mình có nơi ở dân cư ở ổn định như thế này là mình yên tâm. Vì mình cô chú và anh chị hay e ngại là những cái căn nhà mà ngoại thành nó vắng vẻ đó, mình điển hình mình đã thấy khu vực của mình đã đông đúc, mình yên tâm rồi. Và nếu mà cô chú và anh chị mình đi xem căn nhà nào, bên Kim Thủy sẽ cho cô chú và anh chị xem đúng căn nhà đó nha, vì bên Kim Thủy là review nhà, đúng giá rõ ràng. Và với căn phòng ngủ thứ hai đó, trần trên đây là trần thoáng cao ráo rồi, cửa sổ nữa, phòng ở thiết kế cửa sổ nó thoáng lắm. Được cái là nhà mình môi trường sống nó mát mà nhà mình thiết kế nó không gian mở nhiều. Và với căn phòng vệ sinh đó, trên lầu của nhà mình đầy đủ những tiện nghi nha. Nhà thì đã qua sử dụng thì chắc chắn thôi, chứ bạn chị khi mà về mình muốn căn nhà mình như ý thì có thể thay những cái thiết bị vệ sinh đó. Thì nếu mà cô chú và anh chị mình cần một ngôi nhà mà diện tích nó rộng, giá cả nó phù hợp với dưới 2 tỷ thì mời cô chú và anh chị đến xem căn nhà này cùng với Kim Thủy nha. Nhà mình có một cái lối đi bên hông cho cô chú và anh chị, với khoảng không gian ở nhà đã rộng rồi, thêm cái bên hông nữa càng rộng càng thoáng hơn nữa đó. Gió từ thổi từ những cái khung sắt này vào nè, đã làm cho mình mái che trước mái che sau cho ngôi nhà chỉnh chu. Nhưng mà ngôi nhà này thì Kim Thủy Chinh chia sẻ rõ ràng đó là nhà mình đã qua sử dụng rồi, thì với những công trình bên Kim Thủy á, mẫu nhà mới rất là đa dạng và giá cũng rất là phong phú, để một khi mà cô chú và anh chị mình quan tâm nhà mình có nhiều sự lựa chọn. Và căn nhà này đã qua sử dụng thì khi mà cô chú và anh chị mình đến để mình xem nhà, nếu thấy vị trí phù hợp đó và giá cả giá tổng theo nhu cầu của mình thì giá này là 1,8 tỷ nha, không phát sinh thêm chi phí nào cả, thì về cô chú và anh chị mình có thể chỉnh chu lại, giảm vá, sơn phết lại đó. Thì nếu mà mình ở xa thì bên Kim Thủy có thợ hỗ trợ cho mình. Thì với căn nhà này sẽ cho mình pháp lý là sổ hồng có sẵn rồi, diện tích 5-20, vâng, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh. Nếu mà có thiết kế thêm một căn phòng ngủ tầng trệt nữa thì thoải mái. Khu dân cư thì ở đông đúc nha, hiện hữu, mình di chuyển ra khu công nghiệp Cầu Tràm khoảng tầm có hơn 1 cây số thôi. Ở đây thì có đầy đủ tiện ích, gần chợ Trung Thành và những trường học, ủy ban, nói chung là không thiếu gì cả. Xung quanh nè, cho cô chú và anh chị đón nhận một cái nơi rất là đáng sống, rất là bình yên.
Và cô chú và anh chị ơi, Kim Thủy rất là cảm ơn cô chú và anh chị trong thời gian qua đã theo dõi và đồng hành cùng với Kim Thủy, đã chọn những cái mẫu nhà bên Kim Thủy là nơi ăn cư lạc nghiệp. Nếu mà trong quá trình làm việc Kim Thủy có sơ sót gì, mong cô chú và anh chị thông cảm, và có góp ý gì mong cô chú và anh chị để lại comment bên dưới, để lại bình luận, để Kim Thủy có thể cố gắng trau dồi bản thân cũng như những cái mẫu nhà bên Kim Thủy cải tiến hơn. Và rất là mong cô chú và anh chị đón nhận nhà bên Kim Thủy mỗi ngày, và hẹn cô chú và anh chị tại căn nhà này và tại những cái mẫu nhà khác bên Kim Thủy nha.